Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 6 tập 49. Ở cuối tập trước, sau khi mọi người vượt qua mênh mông huyết sát thủy vực, rốt cục đạt tới mục đích của bọn họ. Kia là một cái không có một ngọn cỏ hoang đảo, khắp nơi là vỡ ra hắc thạch, đầy đất nhỏ vụn đất cát. Hoàn toàn không có sinh mạng vết tích. Nói là đảo, khắp chung quanh cũng không có thủy vực. Nó chỉ là lẻ loi trơ trọi lơ lửng giữa không trung, bị mờ mịt sương trắng trùng điệp bao phủ. Bất quá cái kia hai khối rằng co cự thạch là quen thuộc, rằng co cự thạch ở giữa thần bí nồng vụ là quen thuộc, nồng vụ che đậy ngọc thạch bậc thềm là quen thuộc. Nên đi cấp thứ tư nấc thang nơi muốn đến. Mọi người quen thuộc hướng hai khối cự thạch đi đến. Quen thuộc xuyên qua nồng vụ, lại quen thuộc bước lên ngọc thạch bậc thềm, kinh lịch cái kia quen thuộc ngắn ngủi hắc ám. Nhưng mà, khi thoát ly hắc ám, trước mắt dần dần rõ ràng cảnh tượng lại làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc. Cái này không phải liền là vừa rồi cái hoang đảo kia sao? Nhìn chung quanh một chút, dụi dụi con mắt lại nhìn, đúng là vừa rồi cái hoang đảo kia. Chuyện gì xảy ra? Mọi người gấp bước đi đến rằng co cự thạch ở giữa. Không sai, ngọc thạch nấc thang cấp thứ tư là vỡ vụn. Chứng minh vừa rồi mọi người đúng là kinh lịch một thứ không gian truyền tống. Thật mẹ hắn tà, Khiếu Chiến nhịn không được trách móc nói, chẳng lẽ toàn bộ đảo cùng chúng ta cùng một chỗ bị truyền tống? Không bài trừ khả năng này, Tiêu Viêm nói, đi, nhìn nhìn lại đi. Mọi người lại ở trên đảo đi một vòng, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Tiêu Viêm đem thò đầu ra đảo vùng ven. Nhìn xem cuồn cuộn giống như biển sương mù, chép miệng một cái, chẳng lẽ là muốn nhảy đi xuống. Nhảy đi xuống. Sương mù quá nồng, hoàn toàn không nhìn thấy phía dưới, ai biết nhảy ở đâu. Nan Nhĩ Minh tâm tư kín đáo, đưa ra cẩn thận đề nghị, chúng ta vẫn là ở trên đảo lại nhìn kỹ một chút đi. Ta luôn cảm thấy đáp án liền ở trên đảo, nếu không làm sao sẽ đem chúng ta lại truyền tống đến nơi đây. Có đạo lý. Mọi người tại ở trên đảo lại cẩn thận dò xét một lần. Y nguyên không thu hoạch được gì, không phải do đưa ánh mắt đều nhìn về phía đảo bên ngoài vụ hải, thật chẳng lẽ muốn nhảy đi xuống. Sắc trời bắt đầu dần dần đen, lòng của mọi người cũng biến thành có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Đột nhiên, từng tiếng vang dọa mọi người nhảy một cái. Thuận âm thanh nhìn lại, phát ra tiếng vang địa phương mặt đất đã nứt ra một cái khe lớn. Một cái đen xì đồ vật lẳng lặng nằm sấp ở bên trong. Khi thấy rõ vật kia về sau, mọi người lập tức đề cao cảnh giác. Kia là một đầu toàn thân đỏ sẫm cự mãng, trừng mắt một đôi tinh hồng con mắt. Cự mãng lưng bên trên sinh ra một đôi tử sắc cánh chim, phía trên điểm đầy đường vân. Không cần khẩn trương, chỉ là một cỗ thi thể. Tiêu Viêm linh hồn chi lực mặc dù bị quản chế, nhưng cách xa nhau không xa, lập tức liền làm ra phán đoán. Nguyên lai là bộ thi thể a. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, Khiếu Chiến bên cạnh hướng cự mãng thi thể đi đến bên cạnh mắng, chết còn trợn lên giận dữ nhìn lấy chúng ta. Cự mãng thi thể sớm đã băng lãnh, sờ lên chỉ có bao da lấy xương cốt, ma hạch cũng đã không tồn tại. Hiển nhiên đã chết đi chẳng biết bao nhiêu năm tháng. Mọi người cũng cau mày lên, cỗ này cự mãng thi thể làm sao sẽ đột nhiên từ dưới đất sông ra đâu? Nghi hoặc bên trong mọi người hướng đánh giá chung quanh, trên hoang đảo vẫn là hoàn toàn như trước đây tĩnh mịch. Bỗng nhiên, lại một tiếng răng rắc tại cách mọi người ngàn mét chỗ vang lên. Mọi người bận rộn lo lắng chạy tới, cùng cự mãng thi thể chỗ đồng dạng, vỡ ra một cái khe lớn bên trong lộ ra một bộ so cự mãng càng thêm thi thể khổng lồ. Kia là một đầu đục người khoác thật dày đen nhánh áo giáp cự thú, áo giáp như từ tinh thiết tạo thành, tại u ám tia sáng hạ hiện ra đen thui đen nhánh ánh sáng. Cự mãng cùng áo giáp cự thú mọi người cũng không nhận ra là loại ma thú nào, điều này cũng làm cho trong lòng mọi người bất an càng quá mức. Rất nhanh, tiếng thứ ba răng rắc âm thanh tại một phương hướng khác vang lên. Cùng hai lần trước đồng dạng, lại một đầu lớn khe hở đem một đầu cá sấu thi thể của ma thú bày biện ra tới. Đầu này cá sấu ma thú mọi người nhận biết là Lam Diễm Ngạc. Lam Diễm Ngạc thể quá tươi sáng, lân giáp của nó một nửa là màu xanh mực, một nửa khác thì huyết hồng giống như diễm, dù hình thể không tính quá lớn, nhưng lại có bất phàm chiến lực. Là sau khi thành niên chính là 7 sao hậu kỳ vương giả ma thú. Ba đầu thực lực ma thú mạnh mẽ thi thể liên tiếp từ đột nhiên đất nứt ra khe hở hiển lộ ra. Tiếp theo còn sẽ có bao nhiêu ma thú thi thể như thế như vậy? Mà đây rốt cuộc ý vị như thế nào đâu? Mọi người trực giác đến lưng đều đang liều lĩnh khí lạnh. Chỉ sau một lúc lâu, mọi người dưới chân một trận chấn động, phảng phất phát sinh một tràng địa chấn. Một đầu lại một cái khe ở trên đảo răng khắp nơi nứt ra, mỗi một cái khe đều mang ra một bộ ma thú thi thể. Trong khoảnh khắc thây ngang khắp đồng, cả hòn đảo nhỏ lộ ra âm khí âm u, giống như địa ngục, mọi người không phải do lông tóc dựng đứng. Rung động ngừng lại, có thể ở trên đảo bỗng nhiên không có bất kỳ cái gì quá độ mà trở nên đen nhánh. Kia là đưa tay không thấy được năm ngón đen, là mặt đối mặt cũng chỉ có thể nghe hơi thở mà không gặp ảnh đen. Phảng phất trên đảo hết thảy đều dung nhập tại hắc ám trong vực sâu. Tại dạng này hắc ám bên trong, người sẽ cảm thấy tựa hồ là tự mình một người cô tồn tại hỗn độn bên trong. Sẽ trở nên phá lệ khẩn trương, sẽ điên, thời gian cũng sẽ có vẻ phá lệ dài dằng dặc, lúc này cho dù chỉ là từng tia ánh sáng cũng sẽ để người mừng rỡ như điên,
dù là cái kia sợi bóng sẽ muốn hắn mệnh. Kỳ thật chỉ qua chỉ một lát sau, nhưng mọi người cảm giác thật giống như qua một vạn năm, bọn hắn mừng rỡ như điên. Cách bọn hắn cách đó không xa nổi lên mấy sợi hồng quang. Hồng quang rất yếu ớt, nhưng trong dạng này hắc ám, lại giống như tảng sáng ánh dạng đông, là như vậy khiến người hưng phấn. Mọi người lập tức đi đến phụ cận. Kia là một đầu rộng lại cực sâu khe hở, một mảnh mơ hồ màu đỏ sậm. Cùng nó nói kia là một cái khe, không bằng nói là một đầu thông hướng dưới mặt đất thông đạo thích hợp hơn. Bởi vì nó không phải đột ngột thẳng sâu không thấy đáy, mà là nhẹ nhàng nghiêng xuống đất hạ. Đi xuống xem một chút. Ân, nhiều như vậy khe hở, chỉ có nó phát ra ánh sáng, nói không chừng bí mật liền ở phía dưới. Đi xuống xem một chút. Binh khí nắm chặt nơi tay, mọi người để ý hướng xuống đi đến. Hai bên đen nhánh vách đá lộ ra băng lãnh cứng rắn, khí ẩm càng ngày càng nặng, hồng quang càng lúc sáng tỏ. Mọi người tại không biết xâm nhập khe hở bao sâu về sau, khe hở dưới đáy cảnh tượng rốt cục hiện lên hiện tại trước mắt mọi người. Kia là một mảnh đã đọng lại nham tương, nhưng y nguyên duy trì cốt tuôn ra hình thái, y nguyên hiện ra có sức sống giống như màu đỏ sậm. Phảng phất còn có từng sợi nhiệt khí từ trong nham tương phiêu khởi, lại lượn lờ tán đi. Nhưng đoạt ở ánh mắt mọi người, không phải cái này đã ngưng kết tại tuế nguyệt bên trong nham tương, mà là tại trong nham tương ương đứng lặng lấy một tòa cung điện. Nói là cung điện, kỳ thật dài rộng chỉ có chừng 20 thước, chỉnh thể từ kim loại đen đúc thành, phảng phất chính chảy xuôi khí tức của thời gian. Tại cung điện đỉnh chóp khảm nạm lấy một viên lớn chừng quả đấm huyết sắc tinh thạch, đang không ngừng lóe hào quang sáng chói. Nhưng khóa lại ánh mắt mọi người, còn không phải cái này nhỏ tiểu cung điện, mà là cao chừng 3 mét trên cửa điện khắc lấy hai cái chữ to. Cái kia hai cái chữ to là tiêu dao. Mọi người không khỏi mắt tuôn ra mừng như điên ánh sáng. Kia là từ đồng tử chỗ sâu tuôn ra ánh sáng. Đây chính là tiêu dao bảo khố. Chúng ta tìm tới tiêu dao bảo khố. Khiếu Chiến cười như điên, đi, đoạt bảo đi. Tiêu Viêm không có ngăn cản Khiếu Chiến, hắn đã tinh tế dò xét qua bốn phía, không có cảm thấy có nguy hiểm tồn tại. Khiếu Chiến đẩy ra cung điện đại môn. Đại môn sau còn có một đạo lục sắc quang môn, lưu chuyển lên mỹ lệ hào quang. Nhìn xem quang môn, Khiếu Chiến không dám đường đột, quay đầu lại hỏi chậm rãi đi lên Tiêu Viêm, bảo khố rất có thể ngay tại quang môn sau. Tiêu thiếu, có vào hay không? Tiêu Viêm lần nữa vòng dò xét chung quanh, vẫn không có cảm thấy có nguy hiểm tồn tại, liền gật đầu. Mọi người bước vào quang môn. Đi ra quang môn, mọi người đã đặt mình vào tại một mảnh trên quảng trường cực lớn. Như thế lớn quảng trường, nhỏ tiểu cung điện thật sự là giới tử nạp tu gia. Mọi người đánh giá quảng trường. Quảng trường từ kim sắc lưu kim thạch trải thành, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi kim sáng lóng lánh. Có 12 cây mấy mét thô dài trụ trùng thiên đứng vững, mỗi một cây đều khắc rõ hình thái khác nhau đồ đằng, sinh động như thật được phảng phất tùy thời đều có thể sống sót. Tại cuối quảng trường cũng có một tòa màu đen cung điện, hình thái lớn nhỏ cùng sở kiến vật liệu cùng lúc trước mọi người thấy màu đen cung điện giống như đúc. Duy nhất khác biệt là trên cửa điện khắc không phải tiêu dao hai chữ, mà là tiêu dao bảo khố bốn chữ. Mọi người mừng rỡ không thôi, bước nhanh hướng về màu đen cung điện đi đến. Có thể mọi người mới đi ra mấy chục bước, 12 cây trùng thiên trụ lớn đột nhiên mãnh liệt bắn ngàn vạn đạo quang mang. Quang mang ở giữa không trung rất nhanh xen lẫn thành một cái cự đại quang cầu, có một thân ảnh tại quang cầu bên trong mắt thấy thành hình. Cũng lồng tại rực rỡ quang huy bên trong từ trong quang cầu chậm rãi đi ra. Thân ảnh phiêu nhiên rơi tại mọi người không xa trước, lồng thân quang huy dần dần liễm, hiện ra chân dung. Là một vị thân hình cao lớn trung niên nhân, diện mục hình dáng rõ ràng, mũi cao sâu mục, mái tóc dài màu đỏ ở sau ót thẳng thắn tản ra, làm cho người ta cảm thấy không bị trói buộc cảm giác. Mọi người thấy tóc đỏ trung niên nhân, có chút khó có thể tin. Trước mắt cái này tóc đỏ trung niên nhân mắt thấy là từ quang tụ thành, nhưng lại cùng người sống không khác, hơn nữa còn có cùng huyết sát yểm ma không kém bao nhiêu khí tức cường đại. Quang tụ người sống, viễn cổ đấu đế đại lục lại có như vậy không thể tưởng tượng thủ đoạn. Trong lúc khiếp sợ tất cả mọi người tại phòng đoán cái này tóc đỏ trung niên nhân đến tục cùng là thân phận như thế nào. Là tiêu dao bảo khố chủ nhân, hẳn không phải là, thời viễn cổ đầy đất đều là 9 sao đấu đế. Tiêu dao bảo khố chủ nhân khẳng định cũng là 9 sao đấu đế, làm sao có thể chỉ là 8 sao sơ kỳ. Như vậy, là tiêu dao bảo khố chủ nhân thần niệm hóa thân. Ân, rất có thể. Mọi người tại hồ tư đoán, tóc đỏ trung niên nhân nhìn xem mọi người, cho mọi người một cái hỏa ái cười. Mọi người bỗng nhiên có thụ sủng nhược kinh cảm giác, tranh thủ thời gian cung kính vấn an, tiền bối tốt. Tóc đỏ trung niên nhân nhẹ gật đầu, đảo mắt kim sắc quảng trường một vòng sau không thắng khóc nức nở. Thở dài, nhóng một cái đã nhiều năm như vậy, ta còn tưởng rằng sẽ không có người tìm tới nơi này, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là có người tìm đến nơi này. Tóc đỏ trung niên nhân cảm khái cho mọi người một cái ảo giác, coi là tóc đỏ trung niên nhân là tại tiếc nuối nơi này bị người tìm tới. Tiêu Viêm bận bịu giải thích nói, chúng ta đạt được một tấm bản đồ, theo đồ tìm ở đây. Nếu là quấy rầy tiêu dao tiền bối, mong rằng thứ tội. Tiêu dao tiền bối, tóc đỏ trung niên nhân sững sờ, chợt nói, ta cũng không phải đế quân. Ta chỉ là đế quân một tên tùy tùng, được đế quân nâng đỡ,
được hạnh thủ hộ nơi đây. Đế quân, cái này bảo khố chủ nhân đúng là đế quân. Khó trách cùng nhau đi tới gặp phải đều là chút hiếm có ma thú đâu. Tất cả mọi người không khỏi kích động không thôi. Mỗi một cái đấu đế đều có thể xưng là đế, nhưng không phải ai đều có thể được xưng là đế quân. Phàm được xưng là đế quân người, không chỉ có được là cường giả bên trong cường giả, còn phải là một phương thế lực lớn thủ lĩnh. Dù không bằng Tam Hoàng địa vị tôn quý, hiển hách, nhưng tại các phương diện khác chưa hẳn liền không bằng Tam Hoàng. Một đời đế quân trong bảo khố sẽ có như thế nào hiếm thấy bảo vật đâu. Mọi người không phải do mèo mó. Nhưng mọi người rất nhanh lại sinh lòng thấp thỏm. Cái này tóc đỏ trung niên nhân đã nói là Phụng Tư Giao đế quân chi mệnh ở đây thủ hộ. Vậy hắn có thể hay không để bọn hắn đi trong bảo khố cầm lấy bảo vật đâu? Có thể hay không toàn lực ngăn cản? Hắn như là 8 sao sơ kỳ đầu đế. Đề cập Tư Giao đế quân, tóc đỏ trung niên nhân hư nheo lại lập tức ướt át con mắt, phảng phất lại về tới đi theo Tư Giao đế quân năm đó. Năm đó đế quân hạng nào kinh tài tuyệt diễm, dẫn dắt dưới trướng cửu đế 18 làm tung hoành đấu đế đại lục, chưa có địch thủ. Nhưng vẫn như cũ tại tràng hạo kiếp kia bên trong cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ có đế quân mang theo cực nặng thương thế may mắn còn sống sót xuống đến. Ẩn ở nơi này kiến tạo cái này bảo khố lưu cùng hậu nhân. Bằng không thì, lại thế nào sẽ đến phiên ta như thế cái thực lực thấp đến thủ hộ nơi đây? Nguyên lai cái này bảo khố chính là lưu cho hậu nhân a. Mọi người đánh tan trong lòng thấp thỏm, bất quá đều không nói gì. Mọi người biết, tóc đỏ trung niên nhân trong miệng hạo kiếp chính là đấu đế đại lục hiện tại nói tới viễn cổ hạo kiếp, bọn hắn tại lặng chờ tóc đỏ trung niên nỗi lòng của người ta bình phục lại. Sau một lúc lâu, tóc đỏ trung niên nhân kích động tâm tư mới chậm rãi hướng tới bình tĩnh, chuyện quá khứ không đề cập tới cũng được. Các ngươi có thể lại tới đây, đã chứng minh thực lực của các ngươi, lấy tuổi của các ngươi, rất tốt. Tiền bối có thể nhìn ra tuổi của chúng ta. Mọi người đều kinh ngạc, cao giai đấu đế có được gần như vô hạn tuổi thọ, nhưng dung mạo lại có thể không lưu lại bao nhiêu dấu vết tháng năm. Ta đi theo đế quân lúc học qua một loại nho nhỏ kỹ pháp, có thể đại khái đánh giá ra một cái đấu đế tu luyện bao nhiêu năm tháng. Tóc đỏ trung niên nhân nói, ánh mắt rơi trên người Tiêu Viêm, lớn thêm tán thưởng. Nhất là ngươi, tu luyện chỉ mấy ngàn năm liền có thể đạt tới 7 sao sơ kỳ, thiên phú khiến người sợ hãi thán phục. Tiêu Viêm bị thổi phồng đến mức mặt hơi đỏ lên, tiền bối quá khen. Tiểu tử bất quá là ngẫu nhiên đạt được một chút cơ duyên mà thôi. Tóc đỏ trung niên nhân nở nụ cười, quá phận khiêm tốn cũng không phải mỹ đức nha. Tiêu Viêm chê cười không biết nên đáp lại như thế nào, mặt nghẹn đỏ đến tựa như đun sôi con cua. Mọi người nhịn không được cười khẽ. Tóc đỏ trung niên nhân trêu ghẹo làm cho người ta cảm thấy bình dị gần gũi cảm giác. Một mực nhớ bảo khố khiếu chiến không phải do trong lòng hơi động, hỏi dò, tiền bối, chúng ta đến nơi đây, có phải hay không liền có thể tiến bảo khố đi? Tóc đỏ trung niên nhân cười cười, lắc đầu, cần qua ta cửa này mới có thể. Như thế nào mới tính qua? Khiếu chiến gấp hỏi, ánh mắt của mọi người cũng đều mang gấp hỏi. Đánh bại ta. Tóc đỏ trung niên nhân lời ít mà ý nhiều, nói đến rất nhẹ, cũng rất bình thản, lại làm cho mọi người khóe miệng đều rất nhỏ giật một cái, vẫn là phải đánh à. Mặc dù mọi người có đánh bại 8 sao sơ kỳ ma thú huyết sắt yểm ma chiến tích, nhưng đánh bại huyết sắt yểm ma càng nhiều hơn chính là dựa vào Thanh Mộc Nhi huyết cốt trường tiên trợ lực. Cũng không thể nói rõ mọi người thật có chiến thắng 8 sao sơ kỳ đấu đế năng lực. Mà lại, có thể bị Tư Giao đế quân chọn làm bảo khố thủ hộ giả, tóc đỏ trung niên nhân thực lực tuyệt đối không phải bình thường 8 sao sơ kỳ đấu đế có thể so sánh. Khiêu chiến trên mặt chồng lên cười, tiền bối, cái kia. Ngài nhìn có thể hay không dàn xếp, ngài dơ cao đánh khẽ. Tóc đỏ trung niên nhân cười nhạt lắc đầu, đế quân chỉ mệnh, chỗ chức trách. Đó chính là không có thương lượng lạc. Trầm mặc một lát, Tiêu Viêm hỏi, nếu như chúng ta bị thua, sẽ như thế nào? Tóc đỏ trung niên nhân nhìn xem Tiêu Viêm, liền ở đây vĩnh viễn làm bạn đế quân đi. Tóc đỏ trung niên nhân nói đến mây trôi nước chảy, mọi người lại là nghe được con ngươi co rụt lại. Tiêu Viêm ánh mắt lạnh dần, ôm quyền nói, nếu như thế, chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh. Nhưng trước khi đại chiến, Tiêu Viêm rất nghĩ nhiều tìm hiểu một chút trước mắt cái này 8 sao sơ kỳ tóc đỏ trung niên nhân. Nhìn chăm chú tóc đỏ trung niên nhân, hắn hỏi nghi vấn trong lòng, qua tiền bối cửa này trước đó, có thể hay không xin tiền bối thay chúng ta giải cái nghi ngờ? Mời nói. Tiền bối cái này là chân thân vẫn là? Tóc đỏ trung niên nhân làm sao có thể chẳng biết Tiêu Viêm yêu cầu ý gì, cười cười, nói, các ngươi nghe nói qua năng lượng ánh sáng tụ ra người sống. Không thể, ta là bởi vì tu luyện công pháp cùng quang có quan hệ, cho nên có thể thân tan quang bên trong. Cùng quang có quan hệ công pháp, quang thuộc tính công pháp. Mọi người chưa từng nghe thấy, trong lòng không phải do hoảng sợ. Tiêu Viêm thở sâu, đem chỗ có cảm xúc nội liễm, mời. Tóc đỏ trung niên nhân đem Tiêu Viêm biểu hiện nhìn ở trong mắt, trong lòng đối với Tiêu Viêm đánh giá lại cao mấy phần. Không trung vãi xuống ánh sáng nhu hòa đem tóc đỏ trung niên nhân bao phủ. Tại tóc đỏ trung niên nhân trên thân ngưng tụ thành một bộ mông lung nhu hòa quang giáp. Sau đó tóc đỏ trung niên nhân tay một nắm, một thanh trong sáng như trăng ngọc thước liền xuất hiện tại trong tay. Ngọc thước dài hẹn 4 thước, rộng 4 ngón tay,
từ tay cầm bưng hướng về thước bưng thu hẹp, tuy không phòng. Dù thước trên thân đầy bố tầng tầng lớp lớp tường vân vân, lại lộ ra bức người sắc bén. Này thước, bởi vì trên thân đầy bố tường vân vân mà gọi tên Huyền Vân Ngọc Xích. Vũ khí một nơi tay, tóc đỏ trung niên nhân bình thản đột nhiên chuyển biến, hắn ngọc thước chỉ xéo mọi người, liền có một cỗ khí thế bén nhọn. Giao chiến cần gì khách sáo, phong bạo lập tức hướng về phía trước chém ra kiếm gãy. Liền có hai đạo cong hình phong nhận lao nhanh giống như hướng tóc đỏ trung niên nhân bay đi. Tóc đỏ trung niên nhân thần sắc đạm mạc, tại phong nhận sắp cập thân lúc chỉ bộc phát ra một cỗ cường hoành đấu khí, càn quét hướng hai đạo phong nhận. Liền đem hai đạo phong nhận vỡ nát thành dòng khí hỗn loạn. Tóc đỏ trung niên nhân tại xem thường, phong bạo cũng đang cười thầm tóc đỏ trung niên nhân quá coi thường hắn một chiêu này. Phong bạo tâm niệm vừa động, dòng khí hỗn loạn lập tức hóa thành mấy chục chuôi tiểu kiếm bắn nhanh về phía tóc đỏ trung niên nhân. Cùng lúc đó, quảng trường bên trên cùng phong gào thét, toàn bộ không gian khí lưu phảng phất đều vào lúc này bạo động. Từng chuôi phong kiếm từ trên trời giáng xuống, giống như là tại tóc đỏ trung niên nhân phía trên rơi ra một trận mưa kiếm. Một cái sáu sao đỉnh phong đấu đế liền có uy năng như thế đấu kỹ. Tóc đỏ trung niên nhân kinh ngạc nhìn xem một màn này, trong mắt khinh thị thu hết, đồng thời cũng thả đi trong lòng sự nghi ngờ kia, rốt cuộc hiểu rõ giống như vậy một chi tài cao nhất 7 sao sơ kỳ cái khác. Tất cả đều là 6 sao 7 người tiểu đội dựa vào cái gì có thể xông tới nơi này. Nhưng phong bạo mưa kiếm còn uy hiếp không được tóc đỏ trung niên nhân. Tóc đỏ trung niên nhân giương một tay lên cánh tay. Kim sắc quảng trường bên trên kim quang liền lập tức chuyển đến trong tay hắn Huyền Vân Ngọc Xích bên trên, Huyền Vân Ngọc Xích trở nên vàng óng ánh. Tóc đỏ trung niên nhân hướng trước người bên cạnh thân liền huy vài thước, quanh người liền có một cái kim sắc vòng bảo hộ ngưng ra, đem bao ở trong đó. Phong bạo mưa kiếm kiếm nhiều không kể xiết, mưa kiếm tại kim sắc vòng bảo hộ bên trên đánh ra không dứt khi khi âm thanh. Bắn ra vang khắp nơi hỏa tinh, nhưng mật tê dại mưa kiếm chỉ là khó khăn lắm đem lồng ánh sáng màu vàng đánh tan liền tiêu hao hầu như không còn. Bất quá, những người khác lúc này cũng đối tóc đỏ trung niên nhân phát động công kích. Một đạo kim sắc tránh bắn về phía tóc đỏ trung niên nhân, là Long Ý. Tóc đỏ trung niên nhân thân hình bất động, chỉ thức phong một chỉ, liền phát ra một đạo mũi thước nhọn đánh phía kim sắc thiểm điện giống như Long Ý. Cuồng bạo đấu khí sóng xung kích tại kim sắc quảng trường bên trên càn quét ra, kiên cố mặt đất nứt toác ra đạo đạo vết rạn. Long Ý lật ngược lấy bổ nhào tự giữa không trung rơi xuống, lại rút lui vài chục bước mới đứng vững bước chân, sát trắng sắc mặt chỉ trong chốc lát liền lại nổi lên đỏ ửng. Phòng ngự rất không tệ nha. Tóc đỏ trung niên nhân không lộ vẻ gì tán thưởng một câu. Trong tay ngọc thước lại cách không hướng về Long Ý bổ tới, cường hoành đấu khí hòa với kim sắc quang mang. Hắn cái này không phải là muốn trọng thương Long Ý, mà là muốn ép công hướng hắn mọi người hồi viên Long Ý. Quả nhiên, công kích chính diện hướng tóc đỏ trung niên, Nhân Tiêu Viêm một cái cong người trở lại ngăn tại Long Ý trước người. Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích ôm theo bừng bừng hỏa diễm cùng tóc đỏ trung niên nhân mũi thước nhọn đối hám lại với nhau. Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Viêm ngay cả bước lui lại, mà tóc đỏ trung niên nhân chỉ là lảo đảo một bước mà thôi. Tóc đỏ trung niên nhân cũng không nhìn Tiêu Viêm tình huống lại hướng chung quanh bổ ra vài thước. Để lui khiêu chiến trọng quyền, kích sai lệch thanh mộc nhi phượng cốt trường tiên. Vén lên Nam Nhĩ Minh trường thương, chặn từ ảnh xong nhận cùng phong bạo kiếm. Tóc đỏ trung niên nhân kinh nghiệm chiến đấu quá già nói. Đối mặt tóc đỏ trung niên nhân đối thủ như vậy, nhất định phải phối hợp công kích. Khiêu chiến chân một ngồi xổm, chân trên mặt đất trùng điệp dẫm một cái, thân hình tựa như ra khỏi nòng như đạn pháo hướng tóc đỏ trung niên nhân vọt tới. Thân giữa không trung, phía sau khiếu thiên hổ đã ngưng ra, cùng khiếu chiến hợp lại làm một. Khiêu chiến khẽ động, Nam Nhĩ Minh cùng Thanh Mộc Nhi cũng từ chính diện công tới, phong bạo cùng từ ảnh thì cực nhanh mà ra. Tại không trung một chiếc bọc đánh đến tóc đỏ trung niên nhân sau lưng. Mọi người bày ra chiến lực, cùng tiến thối có thứ tự ăn ý để tóc đỏ trung niên nhân có chút tán thưởng, phối hợp được rất không tệ. Mỗi người đều được tính là thiên tài, nếu như ta với các ngươi thực lực tương đương, đơn đả độc đấu ta khẳng định không phải là đối thủ của các ngươi. Lập tức lại thán nói, chỉ là đáng tiếc a, các ngươi thiên tài đi nữa, cũng vượt qua không được giữa chúng ta to lớn thực lực sai biệt. Vừa nói xong, tóc đỏ trung niên nhân áo bào liền không gió mà bay, một cỗ kinh người đấu khí chấn động từ thân trên tuôn ra. Nguyên bản tản ra mông lung ánh sáng dịu dịu quang giáp lập tức bộc phát ra rực rỡ kim quang, phảng phất bị tóc đỏ trung niên nhân đấu khí kích phát cái gì. Khẽ quát một tiếng, vạn quang ngưng xoáy, tóc đỏ trung niên nhân chuyển động trong tay Huyền Vân Ngọc Xích. Kim quang óng ánh tùy theo dao động ra một mảnh quang uốn lượn tại quanh người. Mọi người bỗng cảm giác công kích rơi vào quang xoáy bên trong như hãm vũng bùn. Lại khẽ quát một tiếng, cương nhu nghịch chuyển, cho ta chấn. Quang xoáy bỗng nhiên từ ngón tay mềm trở nên như đá kim cương đồng dạng cứng rắn, lấy cường đại lực phản chấn đem mọi người toàn bộ đánh bay. Kim quang biến mất, tóc đỏ trung niên nhân phóng người lên, phía trên mọi người lấy trêu tức giọng điệu nói ra: các ngươi lại tiếp ta một chiêu thử một chút. Phồn hoa tan mất, nhạt nhìn phong vân. Nói ra thức rơi, không có hoa lệ chiêu thức, không mang rực rỡ kim quang, chỉ là ngọc thức bỗng nhiên trở nên gần như trong suốt. Chỉ là ngọc thức như một đạo cực kỳ nhạt kim ảnh, liền đơn giản như vậy hướng tiếp theo chạm. Lập tức, ngọc thức chỗ chạm phía trước liền có hai đoàn to lớn luồng khí xoáy hình thành.
cũng hướng phía Ngọc Thức chỗ Trảm phương hướng, như phong trào giống như vọt tới. Đen Tiêu Viêm một đám che đậy ổn định ở nhất định không gian bên trong. Bày trận. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đấu khí đều chuyển tại Long Ý trên thân. Ôm theo 7 sao trung kỳ đấu khí, Long Ý lắp một cái thân hóa ra Cửu Huyền Kim Lôi Long chân thân. Đồng thời che thân điện mang du tẩu lôi thần chiến khải. Cửu Huyền Kim Lôi Long lấy rồng bá khí phát ra cùng bạo gầm thét, tự trong miệng phun ra một đạo lôi trụ. Cũng đuổi sát lôi trụ, không sợ nghênh hướng phách trảm xuống tới Ngọc Thức Kim Ảnh. Tại tóc đỏ trung niên nhân Cửu Huyền Kim Lôi Long tiếng vui mừng bên trong, lôi trụ hung hăng oanh lên Ngọc Thức Kim Ảnh bên trên. Lập tức điện mang bốn vọt, chợt mẫn diệt. Ngọc Thức Kim Ảnh chỉ là dừng một chút, lại mang dư thế bổ vào Cửu Huyền Kim Lôi Long trên thân. Cửu Huyền Kim Lôi Long hộ thể lôi điện cái kia có thể đỡ nổi Ngọc Thức Kim Ảnh, lôi thần chiến khải bị Ngọc Thức Kim Ảnh bổ ra chói tai tiếng vang. Mặc dù Ngọc Thức Kim Ảnh không thể đánh nát thánh khí cấp bậc lôi thần chiến khải, có thể thấu khải dư lực, cũng làm cho Cửu Huyền Kim Lôi Long thừa nhận khó có thể chịu đựng cự lực. Cửu Huyền Kim Lôi Long rung động nguy lấy thân thể ương ngạnh kiên trì, một đôi mắt rồng trừng ra bất khuất cưỡng đỏ. Ngọc Thức Kim Ảnh triệt để giảm đi lúc, Cửu Huyền Kim Lôi Long đã bị áp trầm hơn mấy chục mét. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu thử một chút, Thiên Xích Vô Ảnh. Tiêu Viêm nhảy lên một cái, đem mọi người đấu khí tận hợp ở thân, đấu khí chấn động tại vung mạch cổ tay liền đạt 7 sao đỉnh phong. Cuồn cuộn sóng nhiệt bên trong thức ảnh đầy trời. 999 thước. Mặc dù Tiêu Viêm đấu khí cũng có thể giống Cửu Huyền Kim Lôi Long, như thế bỗng nhiên tăng lên để tóc đỏ trung niên nhân hơi kinh ngạc. Cùng hoang mang tóc đỏ trung niên, nhân coi là Cửu Huyền Kim Lôi Long đấu khí, đột nhiên tăng vọt chính là Cửu Huyền Kim Lôi Long năng lực thiên phú. Nhưng cũng không có nghĩa là Tiêu Viêm có thể nháy mắt vung ra 999 thức cũng có thể để tóc đỏ trung niên nhân bị kinh ngạc hoặc là ánh mắt sáng lên. Nhiều như vậy thức ảnh, cũng xứng đáng vô ảnh hai chữ. Khóe miệng liệt ra một chút khinh thường, tóc đỏ trung niên nhân tay giơ lên một cái vung vẩy. Ba ba ba. Huyền Vân Ngọc Xích cũng huyễn ra 999 đạo rực rỡ kim sắc thức ảnh. Thiên Xích Vô Ảnh đã gọi vô ảnh, tự nhiên có hàm nghĩa của nó. Trong chớp nhoáng đầy trời huyết hồng thức ảnh tận ngưng vì một thước. Chỉ ở khâu trung một cái xoáy bổ, lợi dụng thế như trẻ che chi thế đem lít nha lít nhít rực rỡ kim sắc. Thức ảnh tất cả đều bổ bại, lại hướng về tóc đỏ trung niên nhân lực bổ mà đi. 999 thức hợp nhất. Tóc đỏ trung niên nhân trong mắt có kinh diễm chi sắc. 999 thức Thiên Xích Vô Ảnh đã có thể xưng chuẩn thánh giai đấu kỹ. Tóc đỏ trung niên nhân không kinh diễm mới là lạ. Khóe miệng của hắn còn cười toe toét, chỉ là liệt ra không còn là khinh thường, mà là tán thưởng. Khẽ quát một tiếng thức nặng như núi, kim quang tại ngọc thước thước lưng nháy mắt ngưng tụ. Bốn thước ngọc thước lập tức hóa ra một đạo vô phong cự thước chậm rãi đón lấy Tiêu Viêm trọng thước. Song đạo thước ảnh đối với bổ ra như tiếng sấm nổ rung trời, Tiêu Viêm cùng tóc đỏ trung niên nhân đồng thời rút lui vài chục bước mới đứng vững thân hình. Hai người cái này một đôi liều liều mạng cái ngang tay, cũng không phải là Tiêu Viêm thật cùng tóc đỏ trung niên nhân chiến lực tương đương, mà là Tiêu Viêm chính là toàn lực xuất kích, mà tóc đỏ trung niên nhân thì là khinh mạn về sau đối địch. Trận chiến này tuy là quá quan chiến, nhưng chiến bại hậu quả cùng sinh tử chi chiến không khác, không có quan hệ gì với hảo cảm. Cùng kính trọng cũng không quan hệ. Vừa ổn định thân hình, Tiêu Viêm tức hướng tóc đỏ trung niên nhân hai bên chém ra thiên hỏa tuyên cổ xích. Lửa cháy hừng hực gào thét mà ra, giây lát khắc vào tóc đỏ trung niên nhân quanh người, lan tràn thành một cái biển lửa. Hừng hực ánh lửa đem tóc đỏ trung niên nhân mặt phản chiếu vặn và vặn vẹo. Du Viêm hóa tam xích. Đặt mình vào biển lửa, tóc đỏ trung niên nhân đuôi lông mày dương lên, lập tức liền có năng lượng màu vàng óng từ bốn phương tám hướng hướng hắn hội tụ. Kim hải vô biên. Quát khẽ một tiếng, năng lượng màu vàng óng hải dương hiện ra kim quang tầng tầng lớp lớp tuôn hướng biển lửa. Biển lửa mẫn diệt. Kim quang cũng tiêu tán. Lại là một cái ngang tay. Nhưng biển lửa trước diệt, kim quang sau tán, hiển nhiên là tóc đỏ trung niên nhân hơi chiếm thượng phong. Đến tận đây, đối với Tiêu Viêm sử xuất mỗi một cái thủ đoạn, tóc đỏ trung niên nhân đều có cùng loại thủ đoạn giúp cho ứng đối. Mà tóc đỏ trung niên nhân còn có không có cái khác càng thủ đoạn lợi hại, Tiêu Viêm nhưng lại không biết. Cùng là 8 sao sơ kỳ, tóc đỏ trung niên nhân thực lực còn tại huyết sắt yểm ma phía trên. Nhìn xem lông tóc không hư hại tóc đỏ trung niên nhân, Tiêu Viêm cảm thấy khó giải quyết, trong mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Thử một chút công kích linh hồn đi, ánh mắt ngưng lại ở giữa, Thiên Xích Vô Ảnh lần nữa thi triển. Tại đấu khí cuồn cuộn cùng thiên hỏa càn quét bên trong hóa làm một đạo to lớn thức ảnh. Mà cùng lúc đó, không trung cùng mặt đất hiện ra một đen một trắng hai cái cối xay chậm rãi đảo ngược. Còn có 9 cái huyết hồng tiểu kiếm lặng lẽ không có tiếng lóe lên liền biến mất. Tóc đỏ trung niên nhân ánh mắt khóa chặt tại to lớn thức ảnh bên trên, một đen một trắng hai cái cối xay hắn cũng chú ý tới. Nhưng hắn lại không lưu ý đến trong ngọn lửa Tiêu Viêm giữa lông mày có hồng quang hiện lên. Tiêu Viêm 9 cái tâm kiếm chui vào thức hải của hắn. Dù hắn có được không tầm thường linh hồn chi lực, bất ngờ không đề phòng cũng hai mắt trì trệ, có chỉ chốc lát thất thần. Chính là tóc đỏ trung niên nhân này nháy mắt thất thần, huyết hồng to lớn thức ảnh đã bổ vào tóc đỏ trung niên nhân trên thân. Một tiếng, tóc đỏ trung niên nhân hộ thân quang giáp phun ra hào quang sáng chói, chợt tán loạn.
Ngay một khắc này, một thanh ngọc thước kịp thời đem huyết hồng thước ảnh đón đỡ lái đi. Tóc đỏ trung niên nhân tỉnh táo lại, hai mắt thanh minh, ngọc thước đưa ngang ngực. Cũng ngay một khắc này, linh hồn cối xay cách không ép ra khổng lồ linh hồn chi lực bao lại tóc đỏ trung niên nhân. Linh hồn cối xay ép ra linh hồn chi lực rảo sát lực là cường đại, tóc đỏ trung niên nhân lực phản ứng lập tức bị giam cầm. Huyết hồng trọng thước lần nữa lực bổ, liên tiếp huyền vân ngọc xích cùng một chỗ bổ vào tóc đỏ trung niên nhân trên lồng ngực. Một ngụm máu tươi phun ra, không có quang giáp hộ thể tóc đỏ trung niên nhân như giống như diều đứt dây rơi xuống dưới, tại không trung tung xuống đóa đóa liên tục huyết hoa. Đến cùng là 8 sao sơ kỳ đấu đế, tại gấp rơi bên trong vẫn có thể ổn định thân hình. Thân bị hiện ra kim sắc vòng xoáy, nhộn nhạo như nước gợn kim quang đem đen trắng cối xay ép ra linh hồn chi lực ngăn cách. Thật quỷ dị, cũng thật là lợi hại đấu kỹ, dĩ nhiên có thể ngăn cách linh hồn chi lực công kích. Trên thực tế, đây đúng là một cái cực mạnh phòng ngự đấu kỹ, gọi vạn quang ngưng xoáy. Ta đi thử một chút. Thấy kim sắc vòng xoáy cái kia nhộn nhạo kim quang như một loại nước gợn, Tử Ảnh phát sinh kỳ tưởng. Kim quang không phải nước, lại giống như nước, nàng băng tuyết vực sẽ hữu hiệu. Tử Ảnh nhanh như quỷ mị lướt gần tóc đỏ trung niên nhân, một cổ hàn lưu ngột sinh mà ra. Thoáng chốc, kim sắc quảng trường nhiệt độ chợt hạ xuống, băng tuyết vực phạm vi bên trong tất cả mọi thứ đều bị đông cứng. Kim quang vòng xoáy cũng bị đông cứng ở, không còn là kim quang vòng xoáy, biến thành hai đầu trung tâm ở giữa mảnh kim sắc cây cột, phảng phất thời gian ngừng lại. Mà thân ở kim quang vòng xoáy trung tâm tóc đỏ trung niên nhân thì bị giam giữ lại ở kim sắc cây cột bên trong, tựa như mua dây buộc mình. Bất quá, băng tuyết vực là khốn không được tóc đỏ trung niên nhân. Tóc đỏ trung niên nhân một tiếng hừ nhẹ. Đấu khí một kích chấn động, kim sắc cây cột lập tức tán loạn, tràn ra một chùm bạch khí bốc lên. Tử Ảnh phần môi nhấp ra cái này sớm tại nàng trong dự liệu cười, thân hình như huyễn hóa giống như dần dần làm nhạt. Sau một khắc, từng tiếng lạnh tuyết vũ phảng phất tự trong hư vô vang lên. Tràn ngập bạch khí lập tức ngưng tụ thành từng mảnh óng ánh bông tuyết bay xuống, tựa như từng cái màu trắng hồ điệp tứ tình phiên múa. Một màn này, đẹp được lòng người say, tóc đỏ trung niên nhân lại đồng tử co rụt lại. Hắn thấy rõ ràng, cái này đầy trời được không mỹ lệ lục giác cánh hoa vùng ven sắc bén như đao. Cái này không phải bông tuyết, rõ ràng chính là chui chui tuyết nhận, là chí mạng mỹ lệ. Nhưng tóc đỏ trung niên nhân đã khó làm ra ứng đối, hoặc là nói hắn đã khó đạt đến lúc làm ra ứng đối động tác. Bởi vì không có kim quang vòng xoáy, đen trắng cối xay ép ra linh hồn chi lực lại bao lại hắn. Sắc mặt của hắn trở nên có mấy phần trắng bệch. Tung diệt. Thanh lãnh âm thanh vang lên lần nữa, từng mảnh bông tuyết không gió đột nhiên gấp, hướng về tóc đỏ trung niên nhân bay là tả mà đi. Trong khoảnh khắc liền đem tóc đỏ trung niên nhân thân ảnh che đậy không có. Bông tuyết liễm. Đống tuyết không hề có động tĩnh gì. Trong đống tuyết tóc đỏ trung niên nhân đến cùng thế nào? Mọi người tại khẩn trương chờ mong. Bỗng nhiên, quát to một tiếng từ trong đống tuyết truyền ra, lập tức bông tuyết bay tứ phía, kim quang cuồn cuộn mà lên. Tóc đỏ trung niên nhân vọt ra, ngọc thước ngay ngực, thần sắc lạnh lùng, lại chấn định. Có thể mọi người từ tóc đỏ trung niên nhân cái kia hơi có vẻ tức giận thần sắc biết, tóc đỏ trung niên nhân thụ thương. Đúng vậy, tóc đỏ trung niên nhân thụ thương, cứ việc bị thương không nặng. Hắn nhìn xem để hắn thụ thương Tử Ảnh. Ánh mắt nói không rõ là tán thưởng vẫn là tức giận. Vừa định lại ở xung quanh người dao động ra kim sắc vòng xoáy. Có thể nhìn lại Tử Ảnh, hắn đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Đối với đấu khí tiêu hao rất nhiều. Còn lúc nào cũng có thể bị Tử Ảnh hàn lưu làm thành tự chói kén, thực tại không có ý nghĩa, cũng thực sự quá thua thiệt. Hắn không thể không chỉ ngưng ra quang giáp, thừa nhận phủ đầy thân linh hồn chi lực ảnh hưởng chậm rãi nghiêng nâng huyền vân ngọc xích. Đã không có chút nào khinh mạn. Ngọc thước hướng về phía trước đánh ra, dứt khoát, lại cũng không quá lưu loát. Rực rỡ kim quang hóa thành ngọn lửa màu vàng chia ra làm 10, mục tiêu Tử Ảnh. Đây là tóc đỏ trung niên nhân tuyệt kỹ một trong, tên là Kim Diễm Thập Trảm. Diễm quang có thể khóa chặt mục tiêu khí tức, không đánh trúng mục tiêu không bỏ qua. Một ngọn lửa màu vàng đánh trúng Tử Ảnh, Tử Ảnh thân ảnh lập tức trừ khử. Chết rồi. Tóc đỏ trung niên nhân có chút kinh nghi. Nhưng sau một khắc hắn liền được đáp án, Tử Ảnh thân ảnh trừ khử cách đó không xa lại xuất hiện Tử Ảnh thân ảnh. Tốt phản ứng nhanh, tốt nhanh nhẹn thân pháp, tóc đỏ trung niên nhân thầm khen. Chín đạo kim sắc hỏa diễm lại phá hủy chín thân ảnh. Có thể Tử Ảnh thân ảnh y nguyên lại xuất hiện tại tóc đỏ trung niên nhân trong mắt. Sau một khắc, Tử Ảnh thân ảnh động, không phải cực nhanh hướng tóc đỏ trung niên nhân, cũng không phải tràn ra cuồn cuộn hàn lưu, mà là tại trong khoảnh khắc diễn sinh ra một đạo lại một đạo hơn ngàn cái giống nhau, như đúc bóng hình xinh đẹp hướng tóc đỏ trung niên nhân lao đi. Hoặc cầm lưỡi đao cười nhạt, hoặc mắt lạnh lẽo tương đối, hoặc mặt không biểu tình, không thể phân biệt cái nào là thật nào là giả. Thật là khủng khiếp ảo ảnh thuật. Tóc đỏ trung niên nhân thầm khen một tiếng, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nếu như không phải thụ linh hồn cối xay ép ra linh hồn chi lực kiềm chế, lấy hắn cường đại linh hồn chi lực, từ bên trên thiên huyễn ảnh bên trong phân biệt ra được Tử Ảnh chân thân cũng không khó. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, đem mỗi một đạo huyễn ảnh đều khi thành chân thân đi đối phó. Bình tĩnh vung thước,
lấy gió thu quét lá vàng chi thế ở xung quanh người quét ngang, đem từng đạo huyễn ảnh bổ tiêu tan. Cũng không có bổ tới tử ảnh chân thân, tóc đỏ trung niên nhân cũng không vội, hắn biết tử ảnh chân thân không thể nhanh như vậy xuất hiện. Nhất định trà trộn tại huyễn ảnh bầy bên trong chờ đợi, tìm kiếm đối với hắn phát ra một kích chí mạng cơ hội. Hắn rất tự tin, tại hắn mưa gió không lọt vòng quanh người Thước Phong phạm vi bên trong, tử ảnh không có khả năng có như thế cơ hội. Đợi hắn đem huyễn ảnh từng cái bổ diệt, chính là phản kích của hắn thời điểm. Nhưng tóc đỏ trung niên nhân đánh giá thấp tử ảnh thân pháp quỷ dị. Tóc đỏ trung niên nhân vừa bổ diệt một đạo huyễn ảnh, liền cảm thấy thấy lạnh cả người tự lưng dâng lên. Tử ảnh chân thân như quỷ giống như mị giống như xuất hiện tại tóc đỏ trung niên nhân phía sau, song nhận hung ác đâm tóc đỏ trung niên nhân phía sau lưng. Chắc chắn bên trong ngoài ý liệu là làm người ta giật mình. Tóc đỏ trung niên nhân đồng tử co rụt lại, Huyền Vân Ngọc Xích chính là một cái phản quét. Tóc đỏ trung niên nhân phản ứng cũng không chậm, nhưng tử ảnh song nhận đã đâm trúng hắn. Mà lại không phải đâm tại hai nơi, mà là không phần tuần tự đâm trên một điểm. Tóc đỏ trung niên nhân hộ thể quang giáp lóe ra điểm sáng, bị đâm xuyên, tử ảnh song nhận đâm vào tóc đỏ trung niên trong cơ thể con người. Chỉ rất là tiếc nuối, tử ảnh đâm bộ vị vốn là tóc đỏ trung niên nhân trái lưng, là nghĩ đâm vào tóc đỏ trung niên nhân lồng ngực. Nhưng tóc đỏ trung niên nhân tại vung thức phản quét lúc trái dưới lưng nghiêng, song nhận đâm vào tóc đỏ trung niên nhân vai trái. Cùng lúc đó, Huyền Vân Ngọc Xích cũng quét đánh vào tử ảnh trên lồng ngực. Tám sao đấu đế đánh quét, cứ việc chỉ là đánh quét, uy lực cũng không nhỏ. Cũng may chỉ là đánh quét, còn tốt tại tử ảnh có giáp đá hộ thân, tử ảnh chỉ là khóe miệng chảy máu, bị ngọc thước đánh bay lui mà thôi, cũng không lo ngại. Há có thể để tóc đỏ trung niên nhân phóng ra đấu kỹ truy kích tử ảnh. Lại há có thể không tranh thủ để thụ thương tóc đỏ trung niên nhân đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Phong Bạo giơ tay lên, bỗng nhiên có chui chui phong kiếm hướng tóc đỏ trung niên nhân. Giờ khắc này, toàn bộ kim sắc quảng trường nghiễm nhiên một mảnh phong kiếm hải dương. Vạn kiếm quy tông. Tóc đỏ trung niên nhân nhăn nhăn song mi. Đây là từ khai chiến đến nay hắn lần thứ nhất cau mày. Đúng vậy, uy thế như vậy, hắn cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhưng cảm thấy có chút khó giải quyết, cùng có không có thủ đoạn ứng đối là hai việc khác nhau. Tóc đỏ trung niên nhân trên thân lóe ra kim quang. Kim quang càng ngày càng chói mắt, tóc đỏ trung niên nhân thân thể lại dần dần trở nên trong suốt. Tiêu Viêm lập cảm giác không ổn. Mặc dù không biết nơi nào không ổn, nhưng chính là cảm thấy không ổn. Không cần nghĩ ngợi, Tiêu Viêm lập tức bắn ra mấy cái huyết sắc tiểu kiếm. Tiêu Viêm cảm giác là nhạy cảm, tóc đỏ trung niên nhân chính là đang thi triển hóa thân kim quang độn thuật. Có lẽ, đây chính là trải qua sinh tử chi chiến bồi dưỡng ra được chiến đấu cảm giác đi. Kiếm hải sắp tới, mắt thấy tóc đỏ trung niên nhân thân ảnh liền muốn triệt để giảm đi, tóc đỏ trung niên nhân giảm đi thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Lập tức lại ngưng thật mấy phần, sau một khắc, bắn tại phía trước nhất mấy chuôi lợi kiếm xuyên thấu tóc đỏ trung niên nhân. Cái kia trong suốt thân thể mang ra mấy bổng thê diễm huyết hoa. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, tóc đỏ trung niên nhân rốt cục đuổi tại theo nhau mà tới mưa kiếm cập thân trước giảm đi vô tung. Đáng tiếc. Phong Bạo thầm than trong lòng, lại không để ý đến kim quang ở khắp mọi nơi. Phong Bạo trước người cách đó không xa đột nhiên ngưng ra tóc đỏ trung niên nhân thân hình. Trên thân vết máu loang lổ, sắc mặt trắng bệch như tuyết, nhưng một đôi mắt đã phẫn nộ được biến thành hiện ra huyết hồng ám kim sắc. Chết đi. Trừng mắt huyết hồng kim nhãn, Huyền Vân Ngọc Xích thịnh nộ đánh xuống, một đạo cương mãnh kim sắc mũi thước nhọn hướng về Phong Bạo chém bay. Phong Bạo đã không kịp né tránh, lập tức giang hai cánh tay như đại bàng dương cánh. Lập tức người nhẹ như vũ giống như bị mũi thước nhọn kích thích kình phong thổi đến hướng về sau lướt tới, trong chớp mắt lại bay ra 100 mét xa. Tại 100 mét bên ngoài, kim sắc mũi thước nhọn sức lực yếu rất nhiều, Phong Bạo nhấc cánh tay hướng về không trung hợp lại trưởng. Không trung lập tức xuất hiện một thanh to lớn phong kiếm đem kim sắc mũi thước nhọn chém nát. Tám sao đấu đế đánh lén một cái 6 sao đỉnh phong đấu đế còn chưa đắc thủ, nói ra nhất định là một cái chuyện cười lớn. Tóc đỏ trung niên nhân ánh mắt lộ ra phá lệ âm trầm. Bất quá, hắn cũng không phải là tại làm tập kích Phong Bạo không được vận may buồn bực, mà là tại liên tục gặp khó lại liên tục thất thủ về sau. Hắn đối với Tiêu Viêm đám người chiến lực có rõ ràng nhận biết, cũng thanh tỉnh ý thức được trận chiến này hắn chưa hẳn liền có nắm chắc tất thắng. Bởi vì hắn hiện tại đã thân phụ thương thế, còn nhận Tiêu Viêm linh hồn đấu kỹ kiềm chế. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tóc đỏ trung niên nhân tâm niệm phương định, liền có một thanh âm lớn tiếng vang lên. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu thử một chút, chuẩn thánh giai đấu kỹ, vạn độc cửu trọng chướng. Tùy theo mà đến, là một mảnh cuồn cuộn lục sắc sương mù. Là Nam Nhĩ Minh. Chuẩn thánh giai đấu kỹ. Tất cả mọi người có chút choáng váng, vạn độc cửu trọng chướng không phải ngay cả thế giai đều không đạt được sao? Nam Nhĩ Minh thực có can đảm hù cũng thực có can đảm thổi. Tóc đỏ trung niên nhân nhưng không biết vạn độc cửu trọng chướng kỳ thật ngay cả thế giai đều không đạt được. Không phải do trong lòng run lên. Phàm là đấu kỹ, công pháp, chỉ cần dính vào thánh chữ, đều không thể khinh thường. Chuẩn thánh giai đấu kỹ mặc dù tại thánh chữ trước có thêm một cái chuẩn chữ, nhưng cũng là thánh cấp bậc đấu kỹ. Cho dù tại cao giai đấu kỹ cũng không thèm khát viễn cổ, cũng rất khó được.
Hú chi Nam Nhĩ Minh hô lên cái này chuẩn thánh giai đấu kỹ danh, tự bên trong còn có cái độc chữ. Là bất kỳ một cái nào đấu đế đều thật sâu kiêng kỵ độc pháp đấu kỹ. Mà lại độc chữ phía trước còn nhiều cái vạn chữ. Tóc đỏ trung niên nhân như lâm đại địch, vội vàng múa thước như gió, đấu khí hướng về bốn phương tám hướng càn quét, muốn đem xương độc xua đuổi xua tan. Có thể khi Nam Nhĩ Minh lục sắc xương độc cùng tóc đỏ trung niên kim sắc thước gió tiếp xúc, cả hai đấu kỹ phẩm giai cao thấp lập phán. Lục sắc xương độc không phải bị thước gió xua đuổi xua tan, mà là giống băng tuyết bị liệt dương vừa chiếu sau lập tức tan rã đồng dạng, bị kim quang lập tức mẫn diệt. Tóc đỏ trung niên nhân lăng lăng nhìn xem một màn này, cái này là chuẩn thánh giai đấu kỹ. Binh bất yếm trá mà, Nam Nhĩ Minh mượn xương độc che lấp xuất hiện tại tóc đỏ trung niên nhân phụ cận. Có chút cười đùa tí từng, cùng hắn tuấn mỹ cực không tương xứng, chợt hắn sắc mặt nghiêm một chút, kinh thần quyết, thương ra kinh quỷ thần. Quát lạnh âm thanh bên trong, kinh thần thương đã đâm ra, thân thương phát run ở giữa ẩn ẩn hiện ra một tòa cự phong hướng tóc đỏ trung niên nhân trấn áp tới. Nam Nhĩ Minh lúc nào trở nên như thế xảo trá rồi? Trước hô lên ý giai đấu kỹ là chuẩn thánh giai đấu kỹ. Lấy để tóc đỏ trung niên nhân trước kinh sau kinh ngạc, lại thừa dịp tóc đỏ trung niên nhân kinh ngạc lúc thi triển chân chính giết. Cao, được học tập lấy một chút. Khiêu chiến đối với Nam Nhĩ Minh giơ ngón tay cái lên. Tóc đỏ trung niên nhân sắc mặt khó coi cực kỳ. Thương thế không nhẹ lại bị Nam Nhĩ Minh lừa toàn lực thôi động đấu khí, lúc này đã hiện ra mấy phần suy yếu. Được trợ Nam Nhĩ Minh một thanh, Tiêu Viêm nhìn ra tóc đỏ trung niên nhân tình trạng không tốt. Biết lúc này chính là trọng thương tóc đỏ trung niên nhân cơ hội tốt, lúc này linh hồn chi lực nghiêng ra. Đen trắng cối xay vận tốc quay lập tức tăng tốc, huyết sắc tiểu kiếm đầu đuôi đụng vào nhau thành một đầu thẳng tắp dây đỏ. Tiểu Y cũng xuất hiện, ngồi ngay ngắn ở Tiêu Viêm đỉnh đầu, hai tay lật múa kết ấn, đóa đóa huyết sắc hỏa liên quay tròn chuyển bay về phía tóc đỏ trung niên nhân. Đối mặt như vậy thế công, tóc đỏ trung niên nhân nắm chặt Huyền Vân Ngọc Xích, nhảy lên tại ngọc thước bên trên rực rỡ kim mang. Lập tức hóa thành một mảnh quang xoáy chống cự đen trắng, cối xay ra tốc ép ra linh hồn chi lực. Còn huyết sắc tiểu kiếm, hắn rõ ràng huyết sắc tiểu kiếm khó lòng phòng bị, sở dĩ hắn cũng liền không có ý định phòng, chỉ có thể dựa vào thức hải linh hồn phòng ngự đi tiếp nhận. Liên tục huyết sắc tiểu kiếm phát sau mà đến trước, chui vào tóc đỏ trung niên nhân thức hải. Tóc đỏ trung niên nhân ánh mắt trì trệ, liền có máu tươi từ trong lỗ mũi chảy ra. Nhưng tóc đỏ trung niên nhân vẫn là đối với Nam Nhĩ Minh trấn áp mà xuống cự phong hắc thương chém ra Huyền Vân Ngọc Xích. Tiếng gầm cuồn cuộn, Nam Nhĩ Minh kinh thần thương cùng tiểu y hỏa liên tận bị phá hủy. Khí lãng cuồn cuộn, kim sắc quảng trường như bị cày qua đồng dạng, đạo khe nứt lan tràn. Thừa dịp sương mù tràn ngập, Thanh Mộc Nhi lặng yên lấn đến tóc đỏ trung niên nhân sau lưng, phượng cốt trường tiên hất lên, liền có bóng roi phô thiên cái địa. Uy lực bên trên Thanh Mộc Nhi bóng roi muốn so phong bạo mưa kiếm kém, nhưng lại so phong bạo mưa kiếm quỷ dị, khó mà bắt giữ. Luân phiên đối địch kịch chiến, tóc đỏ trung niên nhân thương thế càng thêm tăng thêm. Đối với chiến đấu mỗi một cái chỗ rất nhỏ đã không có lúc trước nhạy cảm. Không có quay đầu, Huyền Vân Ngọc Xích liền hướng về sau hoành vung, đã đánh tan trùng điệp bóng roi. Lại lấy hùng hồn đấu khí làm cho Thanh Mộc Nhi từng bước lui lại. Chỉ trong chốc lát, Thanh Mộc Nhi liền bị bước lui đến nơi xa, đầy trời bóng roi cũng càng lúc càng mờ nhạt. Tóc đỏ trung niên nhân lúc này mới thở dốc một hơi. Vừa ý đầu mới lỏng, lại bỗng nhiên siết chặt, nảy sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Cũng không phải là hắn cảm giác được cái gì, thuần túy là một loại sinh tử bản năng dự cảnh. Hắn bận rộn lo lắng thân thể một cái bên cạnh tránh. Quả nhiên, một đầu huyết sắc trường tiên sát bên người vung xuống, tại tóc đỏ trung niên nhân trên thân treo lên một đạo vết máu. Nguyên lai, Thanh Mộc Nhi người dù đã lui, lại đem phượng cốt trường tiên ẩn vào đầy trời huyễn ảnh bên trong rời tay ném đi qua. Còn tốt phản ứng kịp thời, tóc đỏ trung niên nhân thở dài một hơi. Lại lập tức liền hoảng sợ phát hiện, phượng cốt trường tiên từ bên cạnh hắn bay khỏi. Toàn thân hắn vết thương huyết dịch phảng phất, nhận lấy phượng cốt trường tiên dẫn dắt. Lại phun trào ra đi theo phượng cốt trường tiên mà đi, hợp thành một đầu thật dài tơ máu. Mọi người khiếp sợ nhìn xem một màn này, ai có thể nghĩ tới phượng cốt trường tiên lại còn có dạng này diệu dụng đâu. Kỳ thật, phượng cốt đúc thành phượng cốt trường tiên bản không có năng lực như vậy. Chỉ là Thanh Mộc Nhi, căn này phượng cốt trường tiên rất đặc biệt, roi xương cũng không phải thật sự là phượng cốt, mà là từ huyết sát chi cốt hấp thu huyết sát yểm ma đại lượng tinh huyết tiến hóa mà thành phượng cốt, mới diễn sinh ra được dạng này đặc dị năng lực. Phượng cốt trường tiên cái này đặc dị năng lực quá kinh người. Chỉ cần vừa tiếp xúc với huyết dịch liền sẽ kích phát, mà lại địch nhân vết thương càng nhiều, càng lớn, bị nó dẫn dắt ra huyết dịch thì càng nhiều. Tất cả mọi người không khỏi đang nghĩ, về sau chỉ phải chịu trách nhiệm đem địch nhân đánh ra vết thương. Thanh Mộc Nhi liền đem đầu này roi vung ra đi, không cầu đả thương địch thủ. Chỉ cần có thể tiếp xúc đến địch nhân vết thương máu liền tốt, cái kia dùng liều sống liều chết cùng địch nhân tử đấu. Quang hút máu cũng đem địch nhân hút cạn nào. Nó quả thực chính là một cây bỏ đá xuống giếng roi mà. Bọn hắn nhưng không nghĩ, bình thường địch nhân xác thực có thể làm như vậy, rất dùng ít sức. Nhưng gặp được cường hãn đâu. Nói không chừng ngay cả roi dẫn người đều muốn bị địch nhân đuổi theo diệt xong. Tóc đỏ trung niên nhân kinh hãi,
lập tức chập ngón tay lại như dao chặt đứt tơ máu. Đáng tiếc, vậy thì giống rút đao đoạn thủy, tơ máu chỉ là vừa đứt, lại tiếp tục liền lên đi theo Phượng Cốt Trường Tiên mà đi. Tóc đỏ trung niên nhân vừa kinh vừa sợ, hắn biết, không hủy đầu kia Trường Tiên, hắn liền đem mất máu không thôi. Huyền Vân Ngọc Xích vạch ra một đạo kim sắc quỹ tích hướng về Phượng Cốt Trường Tiên tật chạm mà đi. Nhưng Thanh Mộc Nhi lại há có thể để tóc đỏ trung niên nhân hủy nàng, Phượng Cốt Trường Tiên. Ngón tay ngọc hướng Phượng Cốt Trường Tiên, lao vùn vụt phương hướng xa xa một điểm. Phượng Cốt Trường Tiên lập tức không ngừng huyễn hóa ra lít nha lít nhít bóng roi, Phượng Cốt Trường Tiên ẩn tại trăm ngàn đầu Phượng Cốt Trường Tiên huyễn ảnh bên trong. Tóc đỏ trung niên nhân hoàn toàn không ngờ tới Thanh Mộc Nhi có chiêu này. Lúc này hắn bởi vì mất máu quá nhiều đã có chút mê muội, hắn thở sâu tỉnh táo lại, khẽ quát một tiếng, kim quang cố phong. Lập tức, ngoại phóng kim quang bỗng nhiên cuốn ngược, hóa thành huyền diệu phù văn ngưng tại trên vết thương, rốt cục ngừng lại huyết dịch trào ra ngoài. Đi theo Phượng Cốt Trường Tiên huyết tuyến không có đến tiếp sau, cũng liền lập tức cắt ra, vãi xuống toàn cảnh là đỏ thắm. Các ngươi xác thực rất ưu tú, nếu không là người mang sứ mệnh, lão phu tất sẽ không cùng các ngươi tiếp tục dây dưa tiếp. Tóc đỏ trung niên nhân chậm rãi nhắm lại hai mắt, phảng phất không đành lòng nhìn thấy bị máu tươi của mình nhuộm đỏ mặt đất. Thanh âm trầm thấp bên trong hiển thị rõ mỏi mệt. Mọi người không hiểu tóc đỏ trung niên nhân làm sao sẽ đột phát dạng này cảm khái. Không có người nói tiếp, trong lòng đều ẩn ẩn dâng lên dự cảm không tốt, luôn cảm thấy tóc đỏ trung niên nhân là chuẩn bị muốn liều mạng. Đáp án tới. Năm đó đế quân từng dạy ta một chiêu tuyệt kỹ, các ngươi nếu có thể đón lấy, liền coi như các ngươi qua cửa ải. Ta cũng có thể làm thỏa mãn năm đó tâm nguyện. Tóc đỏ trung niên nhân nói lời này lúc thần sắc trang nghiêm, giữa lông mày lại có mấy phần giãn ra. Tựa hồ vì sắp dỡ xuống bộ này gánh nặng mà cảm thấy nhẹ nhõm, lại như có giải thoát chí ý. Mọi người lại trong lòng kịch chấn, không phải do suy đoán, hẳn là một chiêu này là muốn lấy tóc đỏ trung niên, tính mạng con người làm đại giá. Mà muốn hy sinh một cái 8 sao đấu đế tuyệt chiêu, sẽ khủng bố tới trình độ nào? Chỉ tưởng tượng thôi liền tê cả da đầu, mọi người như rơi vào hầm băng. Tiền bối, chẳng lẽ chúng ta nhất định muốn sinh tử tương kiến sao? Tiêu Viêm gấp giọng tranh thủ nói, tiền bối ngài có thể nghĩ tới, nếu như chúng ta ngọc thạch câu phần. Tiêu Giao đế quân bảo khố làm sao bây giờ? Hắn muốn lưu cho hậu nhân tâm nguyện chẳng phải là muốn nước chảy về biển đông. Mong rằng tiền bối nghĩ lại. Nghĩ lại. Tóc đỏ trung niên nhân khóe môi lộ ra cười nhạt, các ngươi muốn lấy được vấn đề, đế quân sẽ nghĩ không ra. Đế quân bảo vật chỉ ban cho người hữu duyên, nếu có người đi đến bước cuối cùng này lại không thể qua ta một cửa này. Đó chính là vô duyên. Đã ông trời chú định không người cùng đế quân bảo khố hữu duyên, vậy liền để bảo khố vĩnh viễn chôn dưới đất đi. Mọi người nghe được oán thầm không thôi, nhiều năm tâm huyết nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Thật không biết nên nói Tiêu Giao đế quân là quá thoải mái đâu vẫn là quá mức qua loa. Bất quá, oán thầm về oán thầm, bảo khố là Tiêu Giao đế quân, người ta thích thế nào liền sao thế. Chính mình đám người vẫn là nghĩ muốn làm sao bảo mệnh đi. Đến đây thì cũng khép lại phần 6 tập 49 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.